Rồi. Thì mở tiếp cái bài phần là phần phần trước chúng ta đang làm này. Cái phần này thì đang focus đến là lọc và phân trang dữ liệu thông thường trong NetCore. Đó anh ạ. Và chúng ta dựa vào cái thiết kế template của bài 7 đã làm. Đấy. Các cái bài demo tiếp theo của thầy thì thông thường sẽ sử dụng lại một số phần ở bài trước, có thể là database hoặc là giao diện. Chính vì thế mà chúng ta nên dành cái thời gian để hoàn thiện cho nó đúng thì nó mới đảm bảo được cái kết quả. Còn nếu như chúng ta mà thực tế không làm mà chỉ xem video không thì chúng ta lên YouTube chúng ta search nhiều lắm, đúng không? Đấy, ta chọn cái lộ trình như nào chúng ta sẽ làm từng phần như thế. Mỗi một cái mục ở đây chúng ta đều tích hợp ở trong một cái ứng dụng cụ thể nào đấy, đúng không ạ? Tất nhiên là để chia sẻ hết tất cả các cái nội dung trong Deco với khoảng 8 buổi thì nó sẽ rất là khó nếu mà chúng ta không thực hành một cách đầy đủ. Nếu không có phần này thì phần khác nó sẽ rất khó để chúng ta làm việc, đúng không ạ? Mỗi một cái chương trình, mỗi một cái nội dung nó theo một cái life cycle, một cái vòng đời của nó. Nên là các bạn cũng nên tập trung dành thời gian để hoàn thiện nó phù hợp hơn. Phần này thì đang muốn mô tả một cái nội dung cơ bản trên này, các bạn nhìn thấy đúng không nhỉ? Lọc, tìm kiếm và phân trang. Chúng ta có hai cách chúng ta sử dụng là một cái là database first, một cái là code first. Thì cái bài số 8 này thì lại quay lại sử dụng với code first. Đấy. Nên là chỗ này thì thầy chút là thầy xem có copy được không, thì những cái đoạn này các bạn sau này có thể ngồi code và xem lại những cái annotation. Còn phần này thì chúng ta có thể xem demo, đoạn nào có hiểu thì chúng ta có thể copy để chúng ta làm cho nó nhanh, đúng không ạ? Đấy, bài toán thì yêu cầu là trên một cái tập cơ sở dữ liệu như thế này và có phần hướng dẫn để chúng ta sử dụng với code first. Đấy, các cái bài thực hành test step by step. Chúng ta tạo ứng dụng, cài đặt các cái package cần thiết và thực hiện tạo các cái model class. Đấy, nó có khoảng độ 8 hay là 8 cái model class, đúng không nhỉ? Sau đó chúng ta xây dựng các cái kết nối dữ liệu, chúng ta thực hiện tạo generate một cái database, tạo một cái một chạy một số các cái lệnh để chúng ta sinh database, đúng không? Đây là dữ liệu được đặt ở trong SQL Server. Đấy. Và xây dựng cái layout admin như của lesson 7. Thế là cái phần đầu tiên, phần trước này. Phần này thì có thể là chúng ta sẽ copy code trước hoặc là bạn xem cách chúng ta thực hiện và sau đó nên làm lại. Được chưa nhỉ? Nên chúng ta vừa làm lại và code lỗi đến chỗ nào, có phần nào lỗi thì thầy sửa. Thông thường cái bài lab này thì đúng hơn là thầy không để cái lỗi nào phát sinh cả, đúng không? Đấy. Ok, ta làm phần từ từng bài một nào. Tạo một cái ứng dụng mới. Phần này thì tôi đặt nó là nó cũng có một chút cái nội dung mới đấy, nhưng mà nó chủ yếu là cái sử dụng các cái Xplit để chúng ta làm lesson 08 chấm, thì để đây là lab demo đi, đúng không ạ?
và chúng ta hoàn toàn xem lại cái phần lab, phần video và các cái lấy nội dung phần lab để chúng ta thực hiện. Filter và SPGing, đây là chúng ta đang sử dụng trong netcore. Đấy, chúng ta chú ý như vậy. Chúng ta có thể dùng tích hợp, thầy sẽ làm thêm một vài bài lab liên quan đến dùng với jQuery Ajax để chúng ta thực hiện các cái thao tác filter và SPGing. Đúng không nhỉ? Cái bước thứ nhất chúng ta tạo xong. Bước thứ hai cài đặt các cái package, các cái entity trong work netcore. Cái thao tác này thì chúng ta đã làm việc cũng khá là quen thuộc rồi, đúng không? Đấy. Chúng ta bật luôn ở trong cái project này và sử dụng cái NuGet package. Bạn cài đặt 4 cái package cần thiết. Chọn Brew này. Đấy, entity framework netcore này. Thầy đang dùng bản luôn là bản .0.11 này. Đấy. Minh Thành có đang online không nhỉ? Alo. Thầy hỏi im ắng thế nhỉ? Cái thứ hai là SQL này. Tôi chọn cái SQL Server. Cái thứ ba chúng ta chọn với một cái nữa là gì? Tool đúng không nhỉ? Đấy. Tool. Ta cũng dùng bản 7.0.1. Và một cái thứ tư là Design. Share Design Time Component. Đấy. Cái này thì trong trường hợp này thầy thấy đang chưa cần thiết, đúng không? Ok, sau khi cài đặt xong 4 package này, đúng không ạ, chúng ta kiểm tra lại xem trong ứng dụng đã đúng với cái mình cần chưa, đúng chưa? Xong rồi thì ok. Và cái thứ nhất, sang bước tiếp theo chúng ta tạo các cái model class trong model, đúng không ạ? Thì chúng ta thực hiện cái việc là gì? Add các cái model class ở đây, đúng không? Model class thứ nhất là account, bảng account, bảng liên quan đến quản trị, sau này ta dùng vào việc gì đấy thì ta add vào đây là add class. Đấy. Ok. Các cái bài thực hành thầy cũng đã để rất là đầy đủ. Thậm chí là có đã code một cách rất là cẩn thận. Và thực hiện tương ứng với các cái bảng tiếp theo. Đấy. Ok đúng không nhỉ? Có một số các cái validation, annotation. Các cái data type chúng ta using thêm các cái component. Các cái lớp sử dụng. Đấy, ok. Schema để chúng ta đặt ra các cái tên bảng đây này. Bảng thứ hai chúng ta có là bảng khách hàng. Đấy. Chúng ta tạo ra bảng khách hàng. Ok. Cùng có các cái cột tương ứng ID, tên. Nó hơi dài một chút đúng không nhỉ? Những bạn nào chưa code một lần code first thì nên phải code lại ít nhất là một lần. Sau này chúng ta vẫn làm Ctrl chấm Enter để using các cái namespace cần thiết cho cái model class này. Đấy. Ok. Bảng thứ ba chúng ta sử dụng ở đây là bảng banner. Chúng ta tạo một cái class banner. Ok. Và mã nguồn class banner chúng ta sử dụng ở đây. Đúng không ạ? Cái namespace ở đây thì đặt khác với cái bài lab nhé. Của thầy đang để lab demo. Rồi. Bảng thứ tư là block. Cái model class thứ tư.
Đấy, là block. Và nó gồm có một số các thuộc tính cho cái block tương ứng. Được chưa? Có key, có các cái yêu cầu sinh vân vân. Bảng thứ 5 là category, danh mục sản phẩm. Đúng không ạ? Đây là cái cấu trúc dữ liệu. Thầy vẫn để cái bài này để có những bạn là chưa code một lần, code first thì chúng ta phải code đấy một lần. Các cái bài phần sau, bài sau chúng ta sẽ sử dụng cái cơ sở dữ liệu sẵn bằng database first. Hai cái cách thức thường dùng chúng ta nên nên đặt đó vào. Đấy. Ta tạo đây một cái product. Và dữ liệu của các cái thông tin của product. Đấy. Ok. Trên category chúng ta sử dụng cái product. Hình như là chưa có thì phải. À đây rồi, ok đúng không? 5 là order. Chúng ta nên đặt thêm chữ S bởi vì nó trùng với một số các cái câu lệnh ở trong truy vấn. Nên là chúng ta thêm vào đây là order S. Đấy. Các cái thông tin của product à, của order S, của cái bảng mà sau này chúng ta sử dụng cho việc xử lý hóa đơn người khách hàng, đúng không nhỉ? Order detail cũng nhanh, đúng không nhỉ? Copy nhanh quá. Đấy, ok này. Order detail thì chúng ta sử dụng một cái ID làm key, là khóa chính, còn lại cái cặp khóa duy nhất thì chúng ta sẽ để nó là order ID và product ID. Hai cái này để chúng ta tạo ra các ràng buộc tham chiếu, hay gọi là trong DB nó gọi là khóa ngoại đấy, đúng không ạ? Như vậy xong, chúng ta tạo một cái app context. Bạn tạo trên lớp nào cũng được. Ở đây thầy tạo trong mục model, tức là ngay trong này luôn, đúng không nhỉ? À, ta để một cái app DB context, hoặc bạn đặt thêm chữ lesson thứ 8 vào nó cũng được. Đấy, đủ. Đây thầy làm giống như trong demo này đi. Như vậy thì ở đây kế thừa từ cái lớp DB context, và chúng ta tạo ra các cái bảng ở trong cơ sở dữ liệu, đúng không? Đấy. Cái này kế thừa DB context này. Trên net entity framework core này. Cái này là chúng ta sẽ tạo ra cái kết nối kế thừa trong service của nó. Đây là một loạt các cái bảng chúng ta tạo ra. Account 2 3 4 5 6 7 đủ 8 bảng, đúng không? Đấy. Và cái gì đây, lỗi gì đây? Đấy. Và chúng ta tạo thêm ràng buộc duy nhất khi mà cái model create được tạo. Chúng ta tạo trên bảng này là duy nhất. Ở đây thầy lấy một số cái ví dụ mà chúng ta cần ràng buộc thêm. Đấy, cái thứ hai, nếu mà chúng ta không tạo cái ID làm key mà bạn lấy hai trường làm key thì sẽ tạo bằng cách này. Khi mà dùng ID key rồi thì cái hai cái trường này nó sẽ trở nên là duy nhất, nên là chúng ta sẽ tạo bằng cách là hindex và isUnique, thì nó sẽ tạo ra một cái cặp khóa duy nhất, đúng không ạ? Xong cái bước 2, chúng ta sử dụng ở trong file resun với kết nối đến cơ sở dữ liệu, đúng không nhỉ? Đấy, chỗ này thì chắc là phải copy thôi, Ctrl C. Bạn mở file resun ra để chúng ta sửa lại cái nội dung và thêm vào đây một cái condition string, thiếu mất một dấu ngoặc, đúng không? Đấy. Đây là mấy chủ tên tài khoản đăng nhập. Ô, hình như thiếu, đúng không nhỉ? Ta copy cả cái này cơ.
Đấy. Ctrl V. Máy chủ của thầy Netcore, thầy để tên là Lab 08 Demo đi. Hơi dài, thôi bỏ nhé. Vì trong cái bài này thầy làm demo rồi nó có, nên thầy có khi là thầy xóa nó đi. Netcore 08 Demo của chúng ta đây đúng không nhỉ? Xóa đi chẳng hạn. Nhờ. Đấy, đây là cái kết nối và chúng ta sửa lại ở trong program. Chúng ta có là gì? Lấy cái chuỗi kết nối. Lấy chuỗi kết nối trong app setting. Đúng không nhỉ? Ta có là gì? Và nó là connection string bằng build.configuration get connection. Chuỗi kết nối của chúng ta đặt trong kia là gì? Chúng ta sẽ đặt nó vào đây. Đúng không ạ? Đấy. Ok này. Như vậy trong app setting chúng ta đặt tên nó là app connection string. Đây chúng ta sẽ lấy ra là app connection string. Và chúng ta add nó vào service của cái builder. Service.add db context đúng không nhỉ? Cái context chúng ta sử dụng ở đây khi nãy bạn đặt nó là app db context luôn. Đúng không? Đâu nhỉ? Đây. Ta nhìn này, trong module class. Đấy. Và chúng ta tạo ra cái kết nối để đặt là option. Đặt đầy đủ là option. Sử dụng cái biểu thức link option chấm SQL đúng không nhỉ? Server. Đấy, truyền vào đây là cái chuỗi kết nối connection string. Đấy, xong. Được chưa nhỉ? Đấy, bước thứ 5 và bước thứ 6. Được chưa? Đấy, chúng ta đặt là gì đó, ở trong này thầy đặt là x. Đây nó là một cái tham số. Builder xong. Bước 7 là migration để chúng ta tạo ra cấu trúc bảng. Cái này thì khá là quen thuộc rồi, đúng không? Chúng ta đã tạo một lần rồi. Bạn vào cái tool NuGet Package console. Chú ý ở đây nó đang để là lesson 07, bạn nên chuyển thành cái của chúng ta ở đây. Đúng không ạ? 8 demo. Câu lệnh thứ nhất là add migration đúng không? Đặt tên là V1. Đấy. Rồi, đờ. Chậm thế. Build fail. Ô căng nhỉ. Ta build lại xem này. Rebuild. Xem có lỗi nào không đã, đúng không nhỉ? Đấy, trong bài này chúng ta ghi chú này, trước tiên bạn hãy build lại dự án để đảm bảo không có lỗi. Sau đó chúng ta mới migrate được. Ta xem có cái lỗi nào trong này không. Ôi giời, 15 lỗi, căng quá. Table attribute block. Như cái này chúng ta chưa using đúng không nhỉ? Ctrl chấm Enter. Đấy, Ctrl chấm Enter. Ok. Review lại. Sao không có lỗi nào thì bắt đầu chúng ta mới đi migrate đúng không? Chúng ta có lệnh là gì đây?
có 3 lệnh thôi mà, add my ration V1 đấy, build success, thực hiện xong thì chúng ta chạy câu lệnh send forking, đúng không nhỉ? Cái này bạn nào nhớ thì gõ, không nhớ thì copy. Hình như là thầy có gửi cái đấy trên nhóm rồi đúng không? Đấy. Và chúng ta nhiều lúc cũng cứ tạm thời không nhớ và sử dụng cái công cụ scan fork forking đúng không nhỉ? Scan fork db context. Đấy. Scan fork bd context. Chúng ta chọn ở đâu đó, thầy thường hay lấy ở trên entity framework tutorial này. Exit db hay là cái nào cũng được. Được chưa? À đâu, thầy nhầm đi. Đây là chúng ta chạy bằng code first mà. Code first thì chúng ta chỉ cần gì thôi? Update database thôi. Đúng không? Scan fork thì nó mới là database first. Đó. Code first thì chúng ta sẽ dùng nó là câu lệnh thứ ba là update thôi. Đây này, update db. Đó là xong. V1. Đấy. Không có lỗi nào xảy ra, bạn kiểm tra lại trên này xem. Trên database của chúng ta xem. Đấy, có một cái db netcore lab 8. Cái này chính là cái tên mà chúng ta đặt ở đâu đây này. Khi nãy chúng ta đặt trong này này. Đúng không? Thì bây giờ nó được tạo ra trong này. Với các cái bảng, 8 cái bảng ta list ở đây. Xem cái bảng detail chúng ta thấy là nó có cái phần là column này, có key này, khóa chính này, hai khóa ngoại này. Đấy. Ồ, thế còn ràng buộc duy nhất đâu nhỉ? Đây có add cái ràng buộc duy nhất không nhỉ? Index. À đây. Đúng không? Đấy. Đây là unit. Index unit. Ok, đúng chưa? Như vậy ta có được cơ sở dữ liệu. Xong được cái bước thứ 7. Hết cái bài số 1. Bài số 2. Chính vì thế thầy nhắc các bạn là phải làm bài số 7 assignment trước. Để bây giờ chúng ta sử dụng cái giao diện này. Chúng ta tạo ở trong lab 08. Sở dĩ thầy vẫn muốn các bạn làm lại một lần nữa để chúng ta có được cái cụ thể. Thế thì bây giờ là tạo layout như bài lớp 7, lấy lại giao diện admin. Chỗ này thầy dùng là ấy thôi, dùng là bắt đầu thực hành dashboard thôi. Oh. Tạo layout admin như bài lớp 07. Thì lại xem lại bài lớp 07 nhé. Chỗ này không có hướng dẫn phần đó. Khó quá, ra được như này là ok. Vậy ta quay lại cái bài lớp 07 đi. Việc đầu tiên là gì? Copy hai cái thư mục anh này, hai thư mục tài nguyên anh Vàng Ba Sinh. Alo Vàng Ba Sinh có nghe không? Có ạ. Đây, chú ý xem là nó có lên giao diện không nhá. Vẫn là hai thư mục đấy, vẫn là những cái thứ đó đúng không? Đấy, copy vào đây xong này, các cái hai cái file tài nguyên trước này. Là cái thứ nhất, bài lớp 7 thầy đã chia đầy đủ các layout đây rồi. Thầy cũng sẽ copy sang thôi. Và sửa cái của anh nó chỉ lỗi CSS, tức là nó lỗi về cái đường dẫn đến CSS thôi. Hoặc là chúng ta copy ở trong ALTE vào cũng được. Ô, chậm quá nhỉ. Rồi, hai cái thư mục xong nhá. Packet không dùng nữa thì bỏ đi. Đấy. Tiếp theo là chúng ta sẽ tạo cái area vùng admin. Ta có là gì? Chuột phải chọn new scan fork item MVC area, đặt tên nó là, thầy hay đặt nó là admin.
Nhớ phần này cũng sẽ phải làm, thì phần sau chúng ta mới có cái đăng nhập, đăng xuất section cookie. Để vẫn dùng cái giao diện như này thôi. Tuấn có theo Kiều không nhỉ? Tuấn nhỉ? Đình Tuấn. Có phần này em làm được, có cái phần thiết kế xóa là em phần nối phần dấu tư nó cũng tạo ra được. Đấy. Hôm nào lên phòng thầy xem thầy sửa, hoặc là demo chạy đến chỗ phần đấy thì thầy sửa luôn. Ok, sau khi chúng ta tạo xong đúng không? À, tạo xong cái area của lát 8 này, admin này, đấy. Đơn giản là bây giờ chúng ta dùng lại của lớp 7. Lớp 7 chúng ta có bao nhiêu thứ? Đấy, copy luôn. Copy cả cái thư mục xe nha. Nhớ là lớp 7 thầy đã nhắc các bạn là copy cái thư mục xe ở đây. Thầy dùng lại toàn bộ cái layout ở trong này. Cái xe là 1 và 2 cái anh này. Đúng không? Đấy. Cơ bản là như vậy. Thực tế thì ở đây, nếu mà đúng hơn thì đây thầy sẽ làm như thế này. Để thầy lấy lại các view xe, viewport, view start là cái này, đúng không? Đấy, copy này. Như bài lớp 7 là thầy sẽ làm như thế này, đúng không? Copy cái này vào trong cái này trước. Đấy. Đúng chưa nhỉ? Để cái này chúng ta vẫn sử dụng, ta sẽ chỉnh sửa lại cái này một chút, cái viewport này. Đúng không nhỉ? Copy như này thì nó không bị ảnh hưởng. Nếu chúng ta copy vào lớp 7 thì chúng ta phải sửa lại cái này mà. Hiểu chưa nhỉ? Nhưng bây giờ chúng ta mới copy ở lớp 7. Cái này ta giữ nguyên, cái arrow này ta giữ nguyên. Đúng không? Ta thay mỗi cái layout này thôi. Hay nó khác layout này ta không dùng. Ta xóa đi. Mà ta dùng lại luôn của anh, hoặc là mở cái anh lớp 7 ra copy sang. Thì ta đã chia cái layout ALTE đấy rồi. Đấy. Đây lớp 7 này, layout này, lớp 3 này, reload này, size 3 này, ba cái này thôi. Copy, đặt nó vào trong xe của admin này, dán nó vào đây. Đấy. Rồi chúng ta nhìn thấy này, bây giờ mở từng cái một, layout admin, anh vàng ba sinh, anh sẽ nhìn lại tất cả những cái liên kết này chúng ta đều phải có ngã cái như này đúng không? Đúng rồi. Của anh đã có chưa? Đó. Có rồi. Có cái này rồi là một. Cái thứ hai là trong root này này, nó phải có cái thư mục đấy này. Thấy chưa? Là cái thứ hai. Đấy. Phần cuối. Phần cuối cùng nó có các strip. Đây. jQuery này. Lấy từ plugin nó vẫn phải ngã này. Các cái jQuery này chúng ta lấy từ plugin. Thực tế thì có một số cái ta không dùng đến, ví dụ như chat ta chưa dùng đến này, UI valid chúng ta chỉ dùng đến này, thì bạn hoàn toàn có thể bỏ. Nhưng sau này ta dùng, ta cứ để đấy, sau này ta dùng thêm cũng được. Đúng chưa? Cái demo JS nó nhìn thấy khi mà alert ra chỗ này thì có thể bỏ này. Đấy. Đúng không? Dict dashboard này. Đúng chưa? Tất cả cái này đều phải có đường dẫn, và nó chính là hai cái thư mục mà chúng ta dùng ở trong ALTE là dict là 1 và plugin là 2. Và đi cùng với nó là còn một số cái gốc của cái layout này. Đấy, thì ta đặt nó vào đây. Đúng chưa? Và nội dung phần giữa này chúng ta mới dùng đến. Đấy, dùng đến nó có phần reload chúng ta dùng, hoặc dùng không chúng ta bỏ đi này. Đấy, phần thứ hai là nắp 3. Nắp 3 là cái thanh ở trên này này, là cái thanh này này, đúng không? Size 3 là cái thanh này này,
Còn cái dashboard này chúng ta sẽ xây cho dashboard này. Dashboard là cái chỗ mà chúng ta sẽ render đây này. Đấy. Sau này cái chỗ này chúng ta cũng tách riêng ra thành một cái gọi rectcom này, rectcom. Thôi nhỉ. Để chúng ta tạo ra các cái đường dẫn ngắn, rút ngắn. Thì cái này thầy chưa dùng đến, thầy vẫn để nguyên mặc định như vậy. Nên tất cả các trang chúng ta đều nhìn thấy chữ dashboard home và dashboard v1 là giống như anh này, là cái chỗ này. Đấy, cái đoạn này để nó thể hiện cái chỗ này đây, chúng ta có thể bỏ đi cũng được. Còn nội dung ở phần giữa này là cái mà chúng ta sẽ render ra tùy theo cái chức năng nào, controller nào. Đấy, chúng ta mở cái này chúng ta có thể không dùng đến này. Nav 3 thì ở đây nó là hiển thị thì chưa dùng gì đến chỗ nào cả, ta để nguyên đúng không. Nhưng mà cái size 3 này là cái mà chúng ta sẽ xử lý các cái menu. Ví dụ banner logo thì chỗ này ta sẽ dùng nó là về thư mục gốc admin. Ví dụ này chẳng hạn. Đấy. Thì ta đặt controller là admin, là cái của chúng ta ở đây này. Ta về thư mục gốc admin. Cái ảnh này ta để nguyên đi. ALTA3 nó là cái chỗ nào đấy? Đây là cái này đúng không? Đấy. Thế thì thầy không thích cái đấy nữa thì thầy đặt đây là Dev Master, thôi đặt nó là lab 08, với cái filter và padding. Vậy ví dụ như thế. Nếu các trang chủ này ta chưa dùng đến cái link ta vẫn để nguyên, sau này bạn thay đổi đến các link tương ứng có admin, có các thành phần này. Và chú ý là vẫn là giao diện này, phần sau ta sẽ thay đổi liên quan đến các cái đăng nhập hệ thống trước khi mà vào quản trị nội dung. Được chưa? Anh bà sinh rõ chưa? Cái của em mà không nhận CSS nó có hai thứ, một là em có chưa đầy đủ hai cái này, là một. Hai cái này có ở đâu biết chưa? Biết rồi. Nó ở trong ALTE đúng không? Đấy. Vâng. Còn trong cái file CSHTML chúng ta phải đổi nó thành tất cả cái đường dẫn. Đây nó gọi là đến thư mục gốc của ứng dụng, tức là nó đến chính cái anh này này. Đấy. Và cụ thể là nó ở root đây này. Được chưa? Và thay đổi tất cả cái này thì không có lý do gì nó không lên, không vỡ được nữa. Đúng không? Nó vỡ CSS chỉ là không nhận CSS thôi. Đường dẫn sai hoặc là copy sai cái nội dung thư mục. Đấy. Sau khi xong chúng ta review lại một cái nữa xem nào. Đấy. Và làm gì đây này, ta chạy thử ứng dụng lên xem. Cái của thầy nó port 001, còn chúng ta chạy lên port gì? À đâu, chưa xong nhỉ, cấu hình cái gì nữa cơ mà. Mới đến cái bước gọi là tạo layout. Tạo layout xong, bây giờ tạo thêm cái dashboard này. Đấy. Vừa rồi là ta mới tạo layout xong, chúng ta tạo dashboard ở đây. Ta làm tuần tự từng bước đi cho nó chạy cho nó ra cái đúng mục tiêu. Đấy, tôi đóng hết đi. Trong controller của admin chúng ta add một cái gì? Một cái controller. Controller đây chúng ta đặt là controller empty với tên là, tên chúng ta chú ý ở đây ta đặt nó là dashboard. Còn chúng ta đặt là home admin hay gì cũng được. Ok. Đấy. Nhớ nha, đặt rất đúng này, dashboard và cấu hình cái action index này, tạo view và chú ý cái này này. Chúng ta chỉ định cái area admin. Đấy, cái dashboard này chúng ta để đây là area admin. Tại sao lại admin? Để chúng ta chỉ đến cái này này. Đúng không? Tạo mới một cái view. Đấy. Chúng ta chọn là Razor View S. Hình như thầy còn thiếu một cái nữa. Đấy, Index Generate Page View không cần. Những cái View Layout này chúng ta chọn đến đúng cái View ở trong Admin của mình, View Share. Đây, đúng không? Ok. Đấy, là chúng ta tạo ra cái View. Mm-hmm.
Rồi, ok đúng không? Đấy, chúng ta sửa lại cái index này một chút. Ở đây thì gọi luôn đó là dashboard đi. Ở chưa? Phí VA admin. Bạn tranh thủ sửa lại cho thầy một chút cái view start này. View start này để chúng ta start cái layout admin này này. Đấy, chỗ này chúng ta để layout admin này. Thì chỗ view start này bạn sửa lại cho thầy là anh này. Cái thứ hai nữa ở ngoài này này thì nó là layout vì nó dùng cái layout này này. Nhìn chưa? Đấy, hai cái chúng ta chú ý. Rồi. Tiếp theo trên cái index chúng ta sử dụng lại cái dashboard của cái bài lab 7 đi. Lab 7 là cái nội dung này mà chúng ta nhìn thấy này. Đây cái đống này đây. Đúng không? Thôi thể lấy luôn ở đây đi cũng được. Đấy. Còn chúng ta dùng lab 7 rồi chúng ta sẽ hiểu nó là lấy ở đâu ra thôi mà. Chỗ này container thầy sửa lại một chút, thầy không dùng cái container flow ở đây nữa mà gì? Đấy. Mà chúng ta sẽ sử dụng cái row này không cần. Đấy. Đấy. Thì cái thay đổi cái layout admin trên này chúng ta sẽ để cái container bởi vì tất cả cái thứ chúng ta dùng là container flow rồi ở đây đúng không, nên là bên trong là chúng ta chỉ để cái row thôi rồi. Đấy, ok. Đấy, container flow nên là bên trong render ra, tức là nội dung render là ở trong này thì chúng ta chỉ bắt đầu bằng row thôi chứ không còn container nữa, đúng chưa? Ok, màn hình rộng thì nó chia làm 4, còn màn hình nhỏ thì chia đôi. Đấy. Sau khi xong cái phần này, đúng không? Cấu hình trong program để chúng ta định nghĩa là chạy đến admin thì nó sẽ chạy vào cái controller nào và cái route nào, đúng không? Đấy. Còn cái default bên dưới thì để nguyên. Cái này thì ta chỉ việc mở cái program. Đặt lên trước ở đâu rồi, dưới này chứ, đây đúng không, đặt lên trước cái anh này và chúng ta nhìn thấy này, với cái ORS tồn tại thì controller mặc định sẽ vào dashboard và action index, cái đây là cái tham số tùy chọn đúng không ạ. Ok, xong ta review lại một cái đúng không và ta thực hiện. Cái bài lab thầy đã demo cẩn thận từng phần, các bạn nên làm lại và áp dụng cho các cái phần sau, hay là bạn xây dựng cái admin nào cũng thế, có thể tự viết nhưng có những cái cấu hình cơ bản đấy chúng ta phải phải thực hiện đúng, đúng không ạ, chứ không là nó không chạy được đâu. Làm theo framework thì phải tuân thủ cái nguyên tắc của nó, về 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 cơ bản thì nó là như vậy, đúng không ạ. Chúng ta chạy thử cái lab 8 này xem. Rồi, ok. Chúng ta vào thử cái trang admin. Đúng không? Bây giờ vẫn tiêu đề là Siemens 7 hơi xấu, đúng không nhỉ? Đấy. Cái menu ta giữ nguyên, ta chưa làm thay đổi gì cả. Đây là các cái index của dashboard. Đúng không? Bây giờ cái này là cái link nó chưa có, đúng không nhỉ? Ta sẽ dừng ở phần đấy. Sửa lại cái này một chút, nó đang để là Siemens 07 là cái chỗ nào đó. Khi mà chạy lên trang admin dashboard cái title nó sao lại là lesson 07, chắc là trong layout rồi đây đúng không nhỉ, đây là lesson 08, thôi thầy bỏ đây là thôi mà kể nguyên như vậy. Đây 08 lab demo filter
và Tagging. Đấy. Ở phần để hiển thị thôi. Xong cái phần này rồi, chạy lên đây là ngon rồi. Đúng chưa? Bài tiếp theo tạo chức năng CRD tìm kiếm phân trang cho bảng category các bảng khác tương tự. Đúng không ạ? Vậy thì làm phần này tiếp theo là với một cái bảng là bảng category. Chúng ta có cái chức năng scaffolding để generate ra cái thành phần tương ứng. Đúng không nhỉ? Và hiển thị nội dung như thế này. Đấy. Ok. Chúng ta đặt vào đây, chọn là gì? Controller Entity Framework. Chọn là cái model class là category, cái data context là app DB context chúng ta đã tạo. Generate library cần thiết cần dùng hoặc bỏ cũng được, đúng không nè. View layout chúng ta vẫn sử dụng anh này. Đây là controller tương ứng. Add new. Đấy. Chờ nó chạy một lúc, chúng ta lại xem lại chỗ này xem. À, chạy ra đến đây thôi nhỉ. Cái phần danh mục của chúng ta bây giờ sửa thành category để trên cái URL nó như thế này thì nó mới chạy được đúng theo cái truy cập của link của dự án, đúng không? Nó là category, tức là tên của controller ấy. Đấy. Ok. Còn anh nào đang nghe không đấy nhỉ? Hay mỗi mình thầy nói đấy? Loa. À. 4 phút nữa. Có. 4 phút nữa thì thầy thoát ra các bạn vào lại nhá. Code model copy mà. Cái code model thầy để share cái file các bạn có thể copy được nhé. Bạn nào mà chưa code cái code first lần nào thì tốt nhất là nên code lấy một lần. Được chưa? Đấy. Hôm nay Quang Nhật Quốc Việt là không học. Quang Nhật với Quốc Việt hình như cùng một đội chứ nhỉ? Alo. Cùng một team à? Nhật Quang. Dạ Quang. Em với Quốc là cùng một team à? Hôm nay Quốc chắc được. Nhưng vẫn dành thời gian code cho thầy xem nhé, bởi vì là làm thì nó mới phát sinh ra lỗi và mới xử lý được. Đấy. Vâng ạ thầy, để em vô bước gửi. Ừ. Cố gắng mất công học, mất thời gian học làm được cái gì đấy chứ lại để nó không làm thì nó cũng hơi phí đúng không nhỉ? Đấy. Rồi ok, thầy đang làm đến đâu nhỉ? Đấy, phần đầu tiên là cứ phải từng bước nữa generate ra xong này. Cái category, những cái này nội dung sau này chúng ta có thể thay đổi lại. Nhưng tạm thời là như vậy đã. Đến đây chúng ta thấy rằng là bạn đã build được ra như này rồi. Chỗ này là danh sách loại sản phẩm thì chúng ta cũng nhìn thấy cái chỗ để sửa thôi. Ở phần index như này. Đấy, chỗ này chúng ta có thể thay đổi là danh sách loại sản phẩm. Đây là những cái thứ ở view thôi. Đấy, chúng ta có thể đặt lên trên này. Cái table này chúng ta nhìn thấy nó quen thuộc rồi. Bạn dùng Bootstrap chúng ta kẻ cái đường kẻ borders. Đúng không? Các class chúng ta cần thiết. Đấy. Ngoài ra chưa phải thay đổi gì cả. Chúng ta chạy thử cái category. Đây này. Chỗ này category. Chúng ta muốn nhấn vào link nó ra được ấy. Chúng ta chỉnh lại cái size 3. Là cái admin category. Tức là tên của DB này. Của cái controller này.
thì mặc định như vậy nó sẽ nhảy vào cái index và nó đưa cái view index này ra, được chưa? Đấy, thì ở trong cái sidebar chúng ta để cái link này ở cái chức năng là danh mục đấy. Đây, chỗ này nó là category đấy, đúng không? Để như cái chỗ này không có mũi tên thì có thể bỏ nó đi này. Đấy, mũi tên là cái mũi tên này này, được chưa? Và các bạn để nó cụp xuống tùy cách chúng ta sử dụng. Chạy lên thử xem thử đã. Đấy. Rồi, ok. Chúng ta đang test ở phần admin, admin SC. Đấy, chúng ta thấy là có dashboard, cái này là category này. Chọn vào thì trên này chúng ta sẽ thấy cái URL nó thay đổi. Hơi chậm một tí. Đấy, category đúng không nhỉ? Cái chỗ mà reload vừa rồi bạn không dùng thì có thể tắt đi nhé. Danh sách H1, nội dung ở đây trên bảng nó tạo mới hoàn toàn, nó chưa có gì cả, đúng không? Như thế là chúng ta đã đến cái bước này rồi, là ok. Mở form grid và edit của category, thêm các thuộc tính để upload ảnh, vì ta thấy trong bảng nó có ảnh. Khi upload ảnh thì bạn chú ý đến việc là gì? Là cái encrypt type nó phải là multipath from data. Cái thứ hai, ô input chúng ta phải để là type bằng file. Đấy, hai chỗ đấy là xong. Đúng chưa nhỉ? Chỗ này ta có thể đặt vào thôi. Và cái bỏ cái credit như này chúng ta chạy ở trong code là ngày hiện tại, nên là form chúng ta không nhìn thấy cái code trường đấy nữa. Thông tin nó như thế này. Ok, vậy thì giao diện chúng ta sửa lại một chút với grid này. Cái phần trước là cái upload ảnh chúng ta cũng đã xử lý rồi mà, đúng không? Ta mở cái grid này trước. Trên này ở đây là grid, chúng ta để chữ thêm mới danh mục loại, đúng không nhỉ? Đấy. Ok. Chỗ này ta có thể bỏ nó đi. Đấy. Tiêu đề chúng ta để vào, thay vào đây cái title tiêu đề là anh này. Nhưng cái form của chúng ta này, chỗ này đúng không? Multipath gì nhỉ? Encrypt type, encrypt type bằng multipath form data là một. Cái thứ hai, cái chỗ image ô input này chúng ta thêm cho thầy cái trường là gì? Type bằng file, để chúng ta chọn file. Đấy. Cái trường ngày chúng ta sẽ để ngày mặc định trong server, chúng ta xóa cái này đi. Đấy, ok. Submit primary. Cái này chúng ta chuyển nó lên trên này thành cái nút với cái class là gì? Bằng btn, trong này thì có chỉnh rồi đấy. Trên này là success, trên này là danger. Đấy, success là màu xanh, chỗ này ta thay bằng success. Còn class ở ô dưới chúng ta để nó là, cái này là danger, cái class của Bootstrap back to list. Ok, ở trên này đấy, đấy là việc thứ nhất. Sau khi chạy xong, người ta sửa lại cái action post, đúng không? Cái này là get để chúng ta hiển thị form. Cái này để chúng ta cập nhật dữ liệu trong form. Đấy. Và chúng ta thực hiện cái việc như trong cái bài achievement mấy mà chúng ta có upload đấy. Trên này thì có nó mô tả thêm cái code upload chúng ta xem. Đây đúng không? Đấy, category có file. Kiểm tra file lớn hơn, chúng ta sẽ upload vào cái thư mục này, tên file, và chúng ta sử dụng cái copy để chúng ta chuyển cái file đấy lên. Còn cái này là chúng ta cập nhật lại cái đường dẫn của model, đúng không ạ? Ngày hiện tại, và ghi nó lại, add nó vào và save nó lại, đúng chưa? Đấy là cái nội dung mà chúng ta thực hiện ở trong cái việc là thêm mới thì thực tế là nó chỉ có phần này thôi. Đấy, còn toàn bộ phần này là phần để chúng ta xử lý cập nhật ảnh, đúng không?
Đấy, chúng ta chú ý như vậy. Cái nội dung này thầy đặt vào đây đi, Ctrl C ở chỗ này đúng không, Ctrl V, và chúng ta kiểm tra lại trong cái image của chúng ta đây này, nó phải có thư mục là gì, nó có thư mục là image đấy, và ta để trong category, category chúng ta để vào đây là folder category đấy, hiện tại nó chưa có ảnh đúng chưa nhỉ. Đấy, chỗ này category, đặt nó là category. Ok, ngay giờ hiện tại ép nó vào trong cái context và xếp trên để ghi vào trong database, sau đó sử dụng name up index để chúng ta chuyển sang cái action index để hiển thị danh sách, đúng không nhỉ. Cơ bản mỗi thế, chả có gì nào cả đúng không. Ta chạy thử xem, ta chạy thử cái trang này xem đã ok chưa. Ok, chúng ta đang xử lý trong admin vào danh mục. Đấy. Chưa có bản ghi grid new này. Thêm mới. Đúng không? Tên, ví dụ sách thiếu nhi trạng thái 1. Chọn ảnh. Ví dụ thầy dùng cái ảnh đây chẳng hạn. Đúng không? Gibson là sách thiếu nhi. Nhấn nút grid, chỗ này ta bỏ đi nhé, vì ta chuyển lên đây rồi mà. Grid thêm mới. Ồ. Không thêm được. Và có rất nhiều bạn không thêm được chỗ này. Đúng không nhỉ? Chắc là cả anh, trong đó có cả anh Tuấn, đúng không? Anh Tuấn chạy được chỗ này chưa? Vâng. Chạy chưa? Trong cái decor nó có một cái rất là hay là gì? Thầy tắt đây này, vì nó không thêm được. À không, chúng ta bước qua đã để chúng ta thấy rằng là tại sao nó không thêm được, nhưng nó lại thông báo cái lỗi rất dễ dàng, nó không rõ ràng. Xin lỗi mà rõ ràng thì chúng ta lại xử lý ngon đấy. Đấy, những cái lỗi không rõ ràng thường sẽ phải tìm kiếm cũng hơi lâu, thậm chí là khó để tìm ra, đúng không nhỉ? Rồi ok, thầy vẫn sử dụng lại chức năng này, sách thiếu nhi, sách thiếu nhi trạng thái 1 để hiển thị, chọn cái ảnh sách thiếu nhi đấy. Khi chúng ta nhấn grid nó chạy vào cái port này rồi, là cái phương thức port này rồi. Chúng ta chạy từng bước này, chúng ta chạy vào mode state đúng không, và nó không chui vào trong này, tức là nó đang bị vi phạm các cái ràng buộc nào đó ở trên form với cái variation, đúng chưa nhỉ. Nên là bạn sẽ thấy nó không chạy vào đây, tức là chỗ này đang lỗi đây, thì thực tế rằng là nhiều bạn mới sẽ rất khó xử lý. Chúng ta nhìn lại cái model chúng ta tạo này, mặc định bạn tạo model ở đây thì các cái trường này đều là not null đúng không. Đấy, nó là not null, chính vì thế là cái model set nó không làm việc được ở trên view. Cách thứ nhất là bạn có thể thay đổi tất cả cái này thành là gì? Thành như thế này là nullable. Đúng không nhỉ? Đấy. Cách thứ hai là bạn có thể bỏ qua cái anh này. Chúng ta edit lại cái file project này. Đấy. Chúng ta bỏ cái nullable này đi. Đấy. Ctrl K. U à? KC à? Đấy. Chúng ta đóng cái này lại. Đúng không? Thì chúng ta chạy bình thường. Nó dính cái lỗi model state. Lý do là chúng ta sử dụng cái annotation. Nhưng thực tế thì nó không thông báo ra cái lỗi này, là chúng ta khó xử lý ở chỗ đó. Đấy.
Rồi. Ok. Admin bây giờ thì thêm ngon nghẻ luôn. Thêm mới. Một đúng không? Inmate 1. Ok, grid. Chúng ta bước lại, chúng ta nhìn thấy là nó bây giờ thì nó chạy vào trong. Đấy là ok rồi. Đấy. Ok. Xong. Lên được một bản ghi đúng không nhỉ? Đấy. Tuy nhiên trong trường hợp này chức năng sửa thì chưa cập nhật lại cái file nhé. Chưa cập nhật lại cái ảnh này. Thì chỗ này thì bạn vẫn xếp bình thường, không ảnh hưởng gì cả. Đấy, các chức năng chúng ta sửa lại tương ứng. Được chưa nhỉ? Cái này thì chúng ta kiểm tra lại thư mục của chúng ta đã có một cái ảnh tương ứng image này, category này. Như vậy là chúng ta đã đẩy được ảnh lên trên máy chủ. Được chưa nhỉ? Ok, tương tự như vậy cái chức năng edit, khi bạn edit bạn cũng phải post cái ảnh đấy lên, nằm ở trong khoảng này. Đúng không? À đâu? Đây, chỗ này cơ. Đấy, nó nằm ở trong đoạn này. Đã xử lý. Nhưng trong trường hợp này thì bạn có thể kiểm tra giống như cái bài của anh Thành ấy, kiểm tra ấy, nếu cái ảnh đấy nó tồn tại rồi ấy mà bạn muốn thay ảnh thì bạn có thể xóa ảnh cũ đi, tránh trường hợp nó bị tràn ảnh, nó lưu trữ nhiều. Thì cái việc đấy anh Thành có thể share thêm cho các bạn nhé. Còn ở đây thì Thầy chỉ mô tả là cập nhật ảnh thì ta up lên cái ảnh mới và ta thay thế nó thôi, tức là Thầy có cái đoạn này thôi. Đấy. Còn lại các cái phần khác như nhau, không khác gì cả. Đây đoạn này. Đấy, đến đây update trên, xếp trên, ảnh tương ứng. Đúng không? Đấy, cái đoạn code mà anh Thành anh xóa cái ảnh, nếu cái ảnh up lên mà nó khác với cái ảnh. Ồ, chỗ này ảnh của thầy sai nhé. Thư mục của thầy là gì? Category. Nên là bạn đặt lại cho thầy category. Đấy. Nó trùng ảnh thì chúng ta mới xóa thôi. Đúng không? Ok, chỗ này thầy đang để là category. Được chưa? Chú ý là khi lưu lại cái file, đường dẫn file đúng, xếp trên. Đấy là xong. Đúng không ạ? Đấy là cái chức năng mà chúng ta thực hiện trên cái bảng query. Và khi bạn chạy xong thì bạn build chạy khoảng 20 cái sản phẩm tương ứng. Đúng không nhỉ? Để chúng ta thực hiện cho cái phần phân trang ở phần sau này. Đấy. Và đến đây rồi chúng ta có hoàn toàn có thể xử lý được cái phần phân trang. Chỗ này bạn chạy để thêm dự án vào này. Vẫn category này. Chúng ta thay đổi ở đây là ta đưa thêm cái form này vào. Form này cũng lấy từ Bootstrap inline, tìm kiếm theo tên. Chỗ này chúng ta để SOLI keyword có thể bỏ đi này. Đặt tên nó là name keyword. Đúng không? Vẫn là button submit. Là một cái nút button. Và thêm nút thêm mới chúng ta sẽ chuyển sang bên này. Đấy. Chỗ này ta cứ dùng cái này cho nó chắc ăn cho nè. Là gì? Index thay vào đâu? Thay vào cái chỗ đoạn đầu tiên lên này. Đấy. Nhưng mà trên này thì như thầy có đổi lại là bạn đặt vào trong row. Tức là corner thì row thì nó cách vào bên trong, tức là cái này đi class row. Thì ở ngoài chúng ta có container mà. Đấy, chỗ này bạn đặt thêm vào cái row nữa thì nó đẹp hơn. Đấy. Ok. Đây là cái phần mà chúng ta thực hiện để tìm kiếm. Được chưa nhỉ? Và khi chúng ta thực hiện cái form tìm kiếm cái chỗ bôi vàng này, và tiếp theo chúng ta xử lý là gì? Là cái ảnh này bạn tự đặt vào nhá. Là gì? Là chúng ta sửa khi mà đẩy lên URL này thì chúng ta sẽ lấy dữ liệu trên URL này để chúng ta viết lại cái action index của cái controller category. Đấy. Và chúng ta kiểm tra xem nếu như nó có cái tên thì chúng ta lọc theo tên và lưu lại cái keyword để chúng ta hiển thị trên form. Như vậy cái chỗ này đơn thuần là gì? Chúng ta sẽ sửa lại cái anh này. Cái trang danh sách là đầu vào của nó bắt đầu từ index đây. Đúng không nhỉ? Chúng ta để thêm một cái string null ở đây đi, name. Đấy. Và
cái dữ liệu chúng ta nhìn thấy cú pháp dữ liệu đầu tiên này là nó lấy toàn bộ những kiểm tra, nếu mà có chúng ta mới lọc này. Chúng ta sử dụng await ở đây bởi vì chúng ta dùng task assign, đúng không? Như vậy cái ta đặt ở đây là va category đi bằng cái context cái db context, đúng không nhỉ? Chấm tên cái bảng category chấm to list assign. Đấy, đây là lấy tất cả, nó chính là cái phần này này, đúng không? Như ở đây chúng ta dùng task assign thì bạn thêm cái await ở đây nữa. Đấy, bây giờ chúng ta mới kiểm tra nếu như not empty string chấm is null or empty của cái này. Đấy, nếu nó tồn tại thì chúng ta sẽ tính toán lại cái category thôi. Category bằng, có thể lấy luôn cái này hoặc lấy từ cái này cũng được, bình thường thì lấy luôn cái này đi, Ctrl C chấm where. Đấy, tìm kiếm theo tên, tức là x.name chấm con tên có chứa, đúng không? Con tên name. Đấy, assign. Đó là ok, đúng chưa nhỉ? Và chúng ta sẽ return về cái đó, cái view, đúng không? View và model của nó là category. Đấy, thế là xong, đúng chưa? Đầu tiên là chúng ta list ra toàn bộ, còn nếu như có tham số ở đây thì chúng ta sẽ lấy ở đây, đúng chưa? Thế thôi, đó là cái theory. Ok, cái nội dung này nó có tí đoạn này. À, chúng ta còn thêm, bạn lưu lại cái keyword để khi mà chúng ta reload lại, chúng ta lưu lại cái keyword ở trên OTEC thì chỗ này thầy đặt nó là viewBest. Và viewBest này được dùng ở đâu? Được dùng ở trong cái form index đây này, OInput. Thì chúng ta cần thêm cái value bằng chính cái A cộng đấy. Nếu như nó có thì nó giữ lưu trữ lại cái giá trị của cái OInput trên form, đúng không ạ? Đấy là cái phần mà chúng ta đang thực hiện cho chức năng tìm. Có thể sau này chúng ta tìm kiếm một hai thuộc tính, chúng ta truyền thông qua query string. Còn nếu chúng ta tìm kiếm nhiều hơn thì bạn có thể chuyển qua object để chúng ta tìm kiếm. Chỗ này thì chắc là thầy lấy thêm vài bản ghi nữa cho nó admin. Ồ, hơi chậm thì ok, ta vào danh mục category. Lúc này ta nhìn thấy ở trên đầu trang xuất hiện một cái form tìm kiếm, đúng không ạ? Nhập tên cần tìm. Chỗ này nó hơi xấu, bạn design lại cho nó đẹp. Ví dụ đây có mỗi một cái thì khó, bây giờ nút thêm mới ta đã design ra đây rồi. Ok, chúng ta thêm vài bản ghi nữa. Trịnh Văn Trung hay là thêm vài cái. Đấy. Ok. Hai bản ghi. Thêm ba bản ghi đi. Bùi Minh Thành nè. Đấy. Ok. Thôi giờ thiếu một cái ảnh, đúng không nhỉ? Ta chưa xử lý cho cái ảnh. Chưa validate cho cái ảnh, đúng không? 3. Ok. Thêm cái nữa đi. Sách giáo khoa đi. Chuyên mục sách giáo khoa. Ok. Thêm vài cái nữa. Văn học. Đấy. Ok. 1, 2, 3, 4. Thêm cái nữa đi. Sách nha. Thiếu nhi.
Ôi giời. Ui, không. Cái nào lại lỗi đấy? Sai đây á. Trùng tên thầy ơi, Ơi. tên thầy DB cho unit nó là à, tên nó trùng đúng không? Chỗ này ta phải chưa validate mà. Trùng T. Rồi. À, 1 2 4 5 6. Rồi, tạm thời thế, được chưa nhỉ? Ta tìm kiếm cái xem nào, tìm kiếm sách xem nào. Đúng không? Search. Thì trên này chúng ta có cái URL này, search ra những cái phần có tên là sách. Chúng ta bỏ đi thì nó sẽ lọc toàn bộ này. Đấy. Thêm một cái search cái khác nào. Search có chứa chữ U đi. Ôi giời. Chứa chữ U đi. Đấy, những anh nào có chữ U thì được hiển thị đúng không? Đó là cái search chúng ta search trên cái query chính này. Ok. Một cái phần nhỏ nữa đây chúng ta sử dụng chạy dự án xong cài đặt cái XPathlib cho việc phân trang bước thứ 9. XPathlib MVC Netcore. Chúng ta cài đặt bản 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 7.5. Các bạn sau thì chưa test, các bạn có thể test thử chạy thử xem. Và khi cài đặt xong ấy, thì cái phần controller này chúng ta thực hiện lại một cái việc là chúng ta sử dụng to padlet để chúng ta phân trang thêm cái tham số tương ứng, đúng không nhỉ? Ok, chỗ này thì chúng ta sẽ thực hiện nó khá là nhanh gọn thôi. Chúng ta chọn ở đây NuGet Packet, chọn là X padlet Netcore MVC, cài đặt bản đây là bản 8.4 nhưng mà thầy đang test bản 7.5. Các bạn thử chạy xong ví dụ thử test cái bản khác thử xem. Ok. Đấy. Như vậy bây giờ chúng ta không sử dụng cái tool Async thông thường nữa. Review lại cho là xem có cái phần đấy chưa. Đấy. Xpadlib đang chạy chưa xong đúng không? Rồi, ok. Ok, cái list chúng ta chưa lên. À, xong rồi. Đây đúng không? Xong cái phần packet. Phần tiếp theo chúng ta sử dụng là trong category. Chúng ta bổ sung xem là bạn đang đọc ở trang nào thì thầy đặt thêm cái in page bằng 1 đi. Tức là đầu tiên là mặc định nó là trang đầu tiên. Đúng không ạ? Chúng ta thấy ở đây là quy định xem là bao nhiêu. Sau này thì cái thông số này bạn có thể thay đổi. Thì thầy chưa chưa quan tâm đến cái chỗ thông số này thay đổi đúng không nhỉ? Thầy tạm thời đặt số bản ghi là 5. Ở chỗ này thì thầy đặt 2 thôi nhé, vì ta có số bản ghi thì mà. Đấy, chỗ này ta đặt là số bản ghi. Số bản ghi trên một trang. Ta đặt là limit đi bằng limit bằng 2 đi. Đúng chưa nhỉ? Ta để hai bản ghi thôi. Đấy, category lúc này chúng ta không tu anh này nữa mà chúng ta sẽ tu padlet. Ôi giời ơi. Tu ta sử dụng phương thức là tu padlet async. Đấy. Tham số thứ nhất là số bản ghi trên một trang, tham số thứ hai là page size tức là cái trang số bao nhiêu. Đấy. Ta chuyển theo tham số này. Bây giờ lọc và tìm kiếm thì chúng ta cũng tương tự như vậy. À đâu, bạn nên thêm cái gì đây nữa này, to order by đúng không, to page list, bạn nên thêm cho thầy cái order by theo x.append
ID. Đấy. Và chỗ này chúng ta cũng where, sau đó là gì? Chấm order by theo ID và to paidlist async. Đấy. Tham số của chúng ta cũng số thứ nhất là số thứ hai là paid, hình như thầy chuyển ngược đấy nhỉ, paid chuyển ngược, ngược nhìn lại cái đây là gì, là paid number tức là số trang nào và paid size kích thước trên một trang limit. Đấy, cái này chúng ta đổi lại cho một chút. Đấy là xong, được chưa? Theo là paidlist thì chúng ta vẫn để nguyên theo đúng cái ví dụ, bạn xem lại ví dụ trong này. Phần view thì chúng ta cần thay đổi lại, tức là bạn dùng thêm hai cái này vào trong đó, được chưa nhỉ? Phần view tức là view của cái của anh index đây đúng không, chúng ta bổ sung cái model, bây giờ nó không phải model này nữa đúng không, không phải cái model này nữa, nó đã đóng lại, mà nó là cái model này của chúng ta lắp 8 demo. Ok, cái thứ hai chúng ta thay đổi cái này, ở đây nó sử dụng là gì, chú ý phần bôi vàng này, model.first or default. Đấy, chúng ta phải thay đổi lại cái này, model.first or default. Đấy, thay đổi lại tất cả các cái tiêu đề của cột ở đây. Cái grid này chúng ta bỏ rồi, chúng ta xóa đi đúng không? À đâu, vẫn hiển thị, chỉ có thêm mới thôi. Dưới này chúng ta chưa phải thay đổi gì. Hình ảnh chúng ta hiển thị tên là hình ảnh thì rõ rồi. Nó là gì? Image src a cộng item.image đúng không? Đấy, at a cộng item.name. Đấy, style width, width ta để nó khoảng độ 50 pixel thôi. Hết. Ta để khoảng độ 35 pixel thôi. Ok. Đấy, đây là hiển thị ảnh. Như vậy là chúng ta hiển thị được xong cái phần này. Đúng chưa? Đấy. Và phần cuối này chúng ta sử dụng cái paidlist paper dựa vào cái model đấy, và chúng ta tạo ra cái action và các cái chỉ số trang trên trang hiện tại. Cái phần này là paidlist để chúng ta tạo ra cái định dạng thôi. Định dạng này sử dụng cái class của Bootstrap, paid item, paid link, nó chính là các cái class của Bootstrap để chúng ta sử dụng đúng không. Đấy, chúng ta đặt nó vào phần cuối này của cái table để đặt trên div sau cái table, có thể thêm cái hr vào đây cho nó cách ra, đúng chưa? Cái model này là cái model trong paidlist mà ta đang dùng ở đây, xpaidlist này đúng không ạ? URL action thì khi bạn click vào số trang nào thì nó sẽ chuyển trên URL. Thế là chúng ta xong cái phần trang. Đây là cách đơn giản nhất. Còn chúng ta có nhiều cách để chúng ta phân trang cho các cái bài toán cụ thể đúng không ạ? Rồi. Ok, chúng ta xem là có hai cái sản phẩm ở trên này không. Đấy. Ok, đã có hai sản phẩm trên một trang đúng không? Đấy. Trang số 2 này, page bằng 2 này. Trang số 3 này.
Được chưa nhỉ? Quá dễ dàng đúng không? Thêm một bản ghi nữa xem nào. Thêm mới. Sách giáo khoa 2 đi. Đấy, để lấy cái nào đó cho nó. Ok. Như vậy là đã sang 4 đúng không? Chúng ta có 7 bản 7, 8 nhỉ? 1, 2, 4. Trong 4 thì lúc này chỉ có một bản ghi thôi. Ồ, chậm thế. Đúng không? Sách giáo khoa 2. Ok. Được chưa nhỉ? Đấy là cái nội dung mà chúng ta thực hiện cái phần phân trang. Bạn nhìn lại cái chỗ này một chút. Vẫn là cái cốt nguồn đấy, cái database đấy, bạn thực hành cho thầy thêm trên các cái bảng khác nhau. Có tìm kiếm, có phân trang, ví dụ phần bảng product này, chúng ta có thể kìm theo giá nữa. Nên chưa nhỉ? Giá từ đâu đến đâu chẳng hạn. Đấy. Phần khách hàng chúng ta có thể tìm thêm một số các cái tiêu chí nữa để ta thực hiện. Đúng không nhỉ? Đấy là một cách chúng ta sử dụng mà tìm kiếm. Hay là category chúng ta vừa tìm theo tên thôi. Đúng không? Đấy. Ok chưa nhỉ? Rõ vấn đề chưa? Đấy, chúng ta kiểm tra lại cho thầy một chút và thực hành lại cái phần này một cách đầy đủ. Bài sau thầy vẫn dùng cái template này tích hợp thêm cái đăng nhập, đăng xuất và quản lý thêm ở phần fun với giỏ hàng, sử dụng cookie hoặc local storage, sử dụng section. Được chưa? Ok nhá. Bài tập thầy để trên Classroom rồi, chúng ta làm và nộp bài vào đây. Phần trước thầy thấy có một anh nộp bài. Đấy.